Trong video lần này mình sẽ demo cho mọi người về tool auto đa luồng điểm danh vì crypto có tên là Over Wallet, sẽ điểm danh hàng ngày nhận thưởng. Tool này được viết bằng phần mềm Automatic Mouse and Keyword. Đây là một tool nằm trong cái bộ giải pháp đa luồng do tải AMK.pro nghiên cứu phát triển. Thì mình sẽ mở luôn tool để cho các bạn xem. Thì khi mở lên thì chưa có gì. Chúng ta cần phải chạy cái service đó, giải pháp đa luồng thì mới mở lên được. Thì mở lên giao diện thì có hai cái bảng, một cái bảng chứa những cái danh sách giả lập, một cái bảng chứa trạng thái. Chúng ta có những cái thiết lập như số luồng, đáp án chọn, thì mỗi ngày chúng ta sẽ đổi một cái đáp án. Rồi chúng ta sẽ load giả lập lên. Thì mình sẽ mở cái memo cho các bạn xem. Thì mình có rất là nhiều giả lập, nhưng mà mình đã quy định những cái giả lập có tên bắt đầu bằng Over Wallet là cái ví. Thì mình sẽ bấm nút load giả lập cho các bạn xem. Thì nó load ra được những cái là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chính là cái ví. Tiếp theo thì mình sẽ thử chạy điểm danh. Vì mỗi cái máy ấy thì sẽ có một cái cấu hình khác nhau, nên mình sẽ cần phải cho phép tùy chỉnh được cái số luồng này một cách linh hoạt nhất. Thì hiện giờ mình sẽ demo thử với ba luồng. Mình sẽ chạy nha. Khi bấm auto điểm danh ví thì những cái luồng, số luồng tối đa sẽ được hiện lên đây. Hiển thị kèm trạng thái luồng 3, 4, 5 đang khởi động giả lập. Sau khi khởi động giả lập thành công thì các cái cửa sổ sẽ được tự động sắp xếp theo đúng một cái trật tự dạng lưới. Đấy, thì nó sẽ báo cáo trạng thái này, đang chờ ví Over Wallet mở. Bấm vào nút điểm danh. Chuyển sang trả lời câu hỏi. Tất cả các cửa sổ hoạt động độc lập, không liên quan tới nhau. Sau khi đã chạy xong thì nó sẽ tắt đi và chuyển tiếp sang lượt tiếp theo. Đó là lượt 7 à 6 7 8. Sau đó nó sẽ sắp xếp tiếp và thực hiện lại các bước này. Thì các bạn có bao nhiêu giả lập thì có thể tùy chỉnh số luồng. Cấu hình máy khỏe thì có thể chạy khoảng 10 luồng một lúc chẳng hạn, hoặc là 20 luồng. Còn máy mình thì cấu hình khiêm tốn nên chỉ chạy 3 luồng thôi. Đó, thì nó đã chạy xong. Nó đã báo đã chạy xong. Và mình có thể load lại cái giả lập này để chạy lại một lần nữa nếu mà muốn. Đấy. Ban nãy thì mình đã demo về chạy ba luồng, thì bây giờ mình sẽ thử một cái con số lẻ hơn. Đây, mình có 6 cái giả lập. Mình sẽ thử một con số lẻ như là 5 hoặc là 4 đi. Để xem nó có bị lỗi gì không nhé, nó xử lý như nào nhé. Bấm chạy thôi. Thì ban đầu nó sẽ load 4 cái lên. Sau đó nó chờ khởi động. Sau đó nó sẽ sắp xếp cửa sổ. Rồi chạy độc lập, không cái nào phụ thuộc vào cái nào. Cái auto này không chiếm chuột nhé. Lúc nãy mình đã điểm danh những cái giả lập này rồi, nên bây giờ không điểm danh được nữa. Đây mình chỉ làm demo để cho nó chạy thôi. Để xem cái việc xử lý phân chia các cái luồng có hợp lý không. Đấy, thì tiếp theo nó đã chạy nốt hai cái luồng cuối. Rất là chuẩn luôn. Thì mình sẽ tạm dừng ở đây nhé, để tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.